mày thôi, em đóng mày vào kệ đó, cứ đóng vào. Kệ đó thì đỗ vào được đấy, để như này đấy, đóng đi. Đấy. Đóng vào đi, cứ đóng mày vào đấy, cứ vào hết mà. Đấy, chưa phẩm là lên xe em nhá. Đấy, cứ gõ thôi, mày thôi, hết cỡ luôn. Em lấy đâu này, đầu cứ cao su này. Đâu là đấy, đâu này, tông đầu này đấy, đâu đấy. Mạnh luôn. Đấy, anh em biết đâu. Chuẩn rồi, đóng mạnh em vào kia đó. Đấy. À lắc anh em nhá. Đấy, mà lắc các bạn, siêu phẩm đấy. Đang lắp bộ. Em vừa gõ kia đó vào, kia đó. Không, tí nó đóng cầm ấy thì đóng nhẹ nó vào ngay. Đây. Đóng chưa? Nó to thế. Đói là trước sáng ngoài bố cả ngày mẹ mất cả ngày đấy, đấy. Cả ngày anh em cả ngày ấy, suốt từ sáng từ 9 giờ sáng cho đến bây giờ là 7 rưỡi tối anh em này đấy, mới hoàn thành một cái bộ siêu phẩm này kinh cho anh em đấy, 4 quả mâm Alac coi như mất cả một ngày anh em ạ, để đi vì đam mê đấy. Tí em đóng tí cứ cho kệ nó thôi, tí kệ nó, kệ nó. Cái này đâu, cái này đâu. Ký ép vào mà, tí mình sẽ đắp vào. Mình để nó lỏng cái này, mình đóng vào cái đấy. Rồi, mày thấy không? Đó, tí công góc này vào là nó tự ôm cái này vào ngay mà. Rồi, xong rồi anh em tiếp tục sang bên lái các bạn nhá. Đó, siêu phẩm đã lên xe anh em nhá. Số 1 không có số 2. Ông dài à? Rồi, ông dài đấy, đánh vào anh lấy ốc. Đấy, các bạn thấy không? Kinh điển luôn anh em này. Đấy. Siêu phẩm đã lên xe anh em ạ. Mình nó ốc 1 thì điện. Đây rồi anh em nhá, đang lắp quả chủ lắp sau này. Để lên được một siêu phẩm này cũng không hề dễ dàng anh em nhá. Trải qua rất là nhiều những công đoạn. Mà người chơi rồi thì mới biết là vấp anh em ạ. Người chơi rồi thì mới biết là nó khó khăn như nào. Đấy, rất là khó khăn luôn. Để lên được một siêu phẩm này không hề đơn giản anh em nhá. Bánh trước thì không nói chuyện rồi, bánh trước thì anh em nào có thể OSK rồi. Nhưng bánh sau thì đây là một trong những cái chiếc xe phải nói là đầu tiên ngoài Hà Nội anh em nhé. Mama lắc lên bánh sau của Hyundai lên tải anh em này. Đấy, đầu tiên là chúng ta phải kể đến là ốc là phải mất công đi săn lùng ốc dài anh em nhé. Thì nó mới có thể vừa đắc kê như này. Đấy, sau khi săn lùng xong được con ốc rồi anh em nhé. Vì mâm nó là mâm nhôm nó rất là dày. Bắt buộc anh em phải đưa ốc dài ra. Cái tiếp đến thứ hai là có cái đập đánh mắt. Cũng bảo là đập tiệm trùng đấy. Đấy, cầm cái búa đập cho vào. Không có phải như thế, em vừa nhai thôi, cầm này đập phát là sụp vào luôn đấy. Cộng một cái tiếp lên thứ hai nữa là sau khi lắp xong rồi thì các bạn biết là những cái này là các bạn này vừa phải mất tầm gần 2 triệu, nói chung cả tiền điện cả tiền đắp nó mất gần 2 triệu là để đắp vào đây để cho cái mặt ngô mặt mâm nó tì được vào đây anh em nhé. Đấy, đắp toàn bộ vòng tròn cái mayo này, đắp hàn đồng này, đắp đồng này, xong đó là đi hàn cắt bằng máy tiện này để cho nó vừa về cái mặt mâm này tì vào đây. Còn nếu mà bình thường lắp một cái có thể vào được luôn nhưng mà nó sẽ bị lỏng anh em nhá, nó không được tì cái mặt mâm vào cái mayo này. Đấy, đây là cái công đoạn rất là khó mà mất rất nhiều thời gian. Suốt từ sáng là 10 giờ cứ cho mình tháo lốp ra mất 10 giờ đi, đến bây giờ là 7 rưỡi tối thì mới hoàn thành được cái siêu phẩm. Bánh sau và bánh trước thì là một phát ngon luôn được nhá. Đấy, bánh trước là một phát ngon luôn anh em nhá. Đấy, trước thì nó sẽ có một tình huống là cái con Eco nó hơi bị lông một chút. Anh em có thể là phải siêu tầm bốc dài hơn, còn đằng sau thì là Tuấn mất rất nhiều thời gian đi anh em nhé, siêu tầm bốc dài. Đằng trước thì lấy con tắc kê của đằng sau để lên. Để lên, nhưng mà anh thấy lộ gen nó vẫn hơi ngắn Tuấn. Không. Hơi ngắn chút. Đấy là em để nguyên gen đấy. À đấy ạ. À. Đấy các bạn nhá, đấy các bạn thấy không, siêu phẩm này. Đấy, đây là chiếc xe Hyundai lên tải. Đầu tiên ngoài miền Bắc lên cái mâm sau bằng Alac anh em nhé. Gọi là mâm nhôm anh em, rất là dày luôn. Con này theo tìm hiểu là Tuấn bảo là mẫu 0xăm chạy tải tầm khoảng trên 10 tấn anh em nhá. Thoải mái luôn anh em nhá, trên 10 tấn. Đấy, sau khi lắp mâm nhôm xong. Lắp mâm nhôm xong thì lại chơi toàn bộ cái bộ chụp và lắp này vào để gọi là cho đẹp một thể luôn. Đấy anh em ạ. À. Rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ là kỳ công anh em ạ. À. Đấy. Anh em thấy không? Đấy, sau đó bắt vào đây. Đấy. Rồi mai kia thì Tuấn còn siêu tầm cả mấy con chụp ốc nhựa ở đây anh em nhá, chụp nhựa chụp lốp ở đây cơ. Lốp của chiếc xe rồi đấy. Nhưng mà như lốp em không có chơi lốp được. Thì lốp mà tháo được á? Anh đừng tháo khó. Anh cầm cái mỏ lết nhá, anh kẹp cái dây cái này ra này. À. Phải biết kiểu nghe. Rồi. Chơi phải biết kiểu. Sáng bóng luôn anh em này. À lắc xịn anh em nhá. Đấy, rồi ok, giờ mình sẽ cầm vào mình lấy cái lục giác mình siết là toàn bộ bốn bánh nha anh em nhá.
Đấy, siêu phẩm đã lên xe anh em này, một trong những siêu phẩm đình đám luôn anh em này. Đấy, các bạn thấy căng đét không? Hết lẹt luôn anh em ạ. Đấy, sáng bóng luôn các bạn thấy không? Đấy, bốn quả mâm mất gần nói chung là mất cũng khá khá đấy anh em ạ, mấy chục triệu đấy anh em ạ. Ảnh trước Alac đã lên xe Hyundai HD nhập Hyundai HD lên tải anh em thấy căng đét không? Sau này đóng lốp vào Tuấn. Ôi Tuấn ơi, lấy ra Tuấn ơi, lấy ra nó bị vênh nó chưa được, em phải lấy cái này ra. Lấy không, lấy ra nó bị vênh. Thôi anh em, cuối cùng thì đã siêu phẩm nó lên anh em nhá. Đấy, đang xông lốp một số cái lốp, một số lốp anh em ạ, để cho nó căng tay. Đấy, tôi chia sẻ với các bạn thì đã quay cho bạn xong nhé, các bạn nhé, xe của em Tuấn này. Đấy, siêu phẩm luôn. Đang công lại một số con ốc để cho nó chắc anh em nhá. Điều không ạ? Ok nhá, đấy anh em đấy nhá. Đấy, thế là xong anh em nhá. Hoàn thiện cái video cho anh em nhá, như đã hứa nhá. Đấy thì một tuần cũng đã hứa với anh em là lên bộ mâm. Chắc là mình cũng cảm ơn em rất nhiều vì mình là người quay cái video đầu tiên của em ý, thì bây giờ mới xong các bạn ạ. Hôm nay là chủ nhật thứ bảy các bạn nhá. Hôm nay thì em mới vừa mới xong đấy, thì mình cũng là người đi ra đầu tiên thì cảm ơn em rất là nhiều luôn đã cho mình tác nghiệp cái bộ mâm của em ý. Đấy, rất là căng đét luôn đấy các bạn không. Bây giờ mới xong xuôi công việc này các bạn này, giờ mới về này, cả một ngày rời các bạn này. Đấy, mâm trước mâm sau, tổng tiền lại thì nói chung là tính sơ sơ qua anh em ạ thì nó trung bình nó rơi tầm 60 triệu, có nghĩa là thay mất 4 quả mâm Alac nhôm cộng với 2 quả mâm sắt bên trong. Đáng lẽ em mình nắp quả 6 quả mâm cơ, nhưng mà vì cái con tắc kê kiếm nó hơi khó, thế về sau là đành phải chấp nhận chơi 2 con mâm trong là bằng sắt, còn 4 con mâm bên ngoài là mâm Alac anh em ạ. Thì mình cũng kể nguyên văn với anh em qua tuần tâm sự qua nhá, có nghĩa là khi lên con này chạy tải thoải mái luôn, chạy tải thoải mái luôn, thậm chí nó còn cóng hơn cả mâm sắt anh em chạy. Con này toàn bộ ở lốp không xăm anh em nhá. Đấy, toàn bộ ở lốp không xăm. Con này hiện tại đang chạy lốp con này đang chạy lốp 18 anh em ạ. Con này đang chạy lốp 18, lốp không xăm 825-16. Đấy, 825-16. Đó, không xăm. Bốn con này toàn bộ không xăm anh em nhá. Được rồi. À, cà đi đúng không? Cà đi đúng nhờ. Lên lốp to đúng không? Lên lốp to đúng không? À được rồi. Con này sorry các bạn nhá. Đây là em thì có chia sẻ lại với mình là con này là lên lốp to anh em ạ. 9.17.5 hay sao ấy. Thật sự ra thì sorry các bạn vì các bạn xem video nhá, vì mình cũng chuyên về lốp lắm. Nhưng mà hôm nay thì mình đã quay qua cho bạn xem qua rồi cái cách tuần lên bộ mâm cũng như là bộ vành. Nói chung là trung bình nó ra tầm 60 triệu. Đấy, nói chung là chưa kể công cán rồi, nói chung là rất nhiều những thứ phát sinh. Đầu tiên là như mình đã kể qua video này, đầu tiên là đấy. Đấy đen rồi anh em. Đây anh em ạ. Đầu tiên là kể cho các bạn nhá, là em ý mua bộ mâm là mất trung bình bộ mâm của em ý là 4 quả kia là trung bình rơi vào tầm khoảng 26 triệu, chưa kể cước vận chuyển ra ngoài Hà Nội, chưa kể hai bộ mâm sắt kia là hơn 2 triệu. Và 6 quả lốp không xăm thì mất tầm khoảng 24 triệu cộng với bao nhiêu nhỉ? Cộng với 28 triệu. Cứ cho 29 triệu đi. Đúng không? 29 triệu đi vì hai quả mâm sắt nữa. Là 24 cộng với 29. Ở 24 cộng 29 bao nhiêu các bạn? 24 29 bằng 24 cộng với 29. Đợt này mình bị nhiều việc quá nên ra nó căng thẳng. Nhân nó kém quá. 24 này cộng với 29 bằng 53 triệu. 53 triệu cộng với em phải mua một bộ dàn đông tắc kê bánh sau dài thật dài thì nó mới vừa được cái mâm đấy. Thì bộ tắc kê đấy thì cứ trung bình cứ cho là 10 con đi, 10 con là 12 con, mất tầm cứ cho là 2 triệu đi anh em. Đấy thì là ra 55 triệu cộng với công tháo lắp rồi phải đi đắp tiện nha anh em. Mình đã biết xem cái video các bạn biết là cái đoạn chỗ mà cái mayo ấy là phải hàn nó lên này. Hàn cái mayo này lên này, đắp toàn bộ cái này lên này để cho cao lên để cho nó bằng mặt cái mâm Alac đấy, vì nó
không bằng mặt đấy, riêng cái tiền đấy là làm mất đâu đó mất tầm mấy triệu rồi, đắp vào xong mang đi tiện để cho nó bằng cái mặt đấy đấy, rồi là bộ chụp láp này, rồi là chụp tắc kê nữa, thì nói chung là loanh quanh nó rơi tầm 60 triệu anh em nhá. Đấy, em trai thật sự là người có tiền anh em ạ, thành ra bạn ấy chơi xe rất là ngông luôn, và cũng như là chơi xe rất là nói chung là pro luôn anh em ạ.